Dạ vâng, em xin trân trọng kính chào toàn thể các bác đang xem video. Hôm nay thì nhà em lại cập bến rất là nhiều mặt hàng rừng và một số mặt hàng em đã trồng tại vườn, muốn quay bán chia sẻ với các bác yêu hoa phong lan. Các bác xem video thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi kênh của em các bác nhé. Em có rất là nhiều mặt hàng, trước tiên em sẽ điểm qua những cái dòng lan của nhà em đang có trước rồi lát em sẽ giới thiệu từng hình một. Đầu tiên em có kiếm lá giáo này, hôm nay có cả cái dòng lá nhăn nữa các bác nhé. Này, kiếm lá giáo là một dòng lan hiếm đang để chơi, và có địa lan Mạc Xuân, Lan Đa Hương Tranh, Hoàng Thảo Nghệ Tâm, lan Căn Diệp và Hài Vệ Nữ. Hài Vệ Nữ cũng rất là đẹp này. Này, hàng nãy dân vừa lấy về xanh mơn mởn luôn các bác ạ. Này. Và dáng hương đuôi cáo, kiều tím miền Trung và đùi gà các bác nhé. Rồi ok, em sẽ không làm mất thời gian của các bác nữa thì em sẽ vào giới thiệu từng má một, từng hình một. Đầu tiên là hình số 1 này, em bán là 100.000. Này, hình số 1 là Van Đai Hương Chanh. Hàng thì em đã cắt tỉa đế gọn gàng rồi. Cây rất là đẹp luôn. Và mùa này thì dòng này nó cũng đang có nụ hoa nhé. Một số cây có nụ hoa rất là dài rồi. Cây ở núi đá thì nó có nụ hoa, còn cây nó ở trên cây thì nó ra muộn hơn một tí các bác ạ. Hình số 1 có rất là nhiều, các bác đi có thể trồng được khoảng 10 giò. Em bán là 100.000, các bác thoải mái trồng. Tiếp theo là hình số 2, em bán là 100.000. Hình này cũng có rất là nhiều này. Đây các bác ạ. Đây, một số cây có nụ rồi. Văn Đài Hương Chanh hoa cũng rất là đẹp các bác nhé. Đây, cái ngồng hoa của nó đây. Đấy. Này, có nụ rồi các bác nhé, có ngồng hoa rồi. Một hình như này các bác thoải mái trồng, em cắt tỉa đế gọn gàng rồi. Đi các bác chỉ biết nữa, kiếm một cái giá thể đẹp để ghép vào thôi. Tiếp theo hình số 3 là 150.000, có Banda, có dòng nhện xanh này. Đây, cái ngồng hoa của nó rất là dài các bác nhé. Rất là đẹp hàng, quá đẹp tuyệt vời. Này, cái quả của nó này rất là dài này. Đấy. Cái chỗ này thì trồng được khoảng 4 giò này. Đây, cây xếp đẹp này. Và đây là Van Đa Hương Chanh. Có hai loại Van Đa Hương Chanh và Van Đa Nhện Xanh. Đấy. Cái hình này em bán là 150.000 để cho các bác sưu tầm cho hình số 3. Tiếp theo em chuyển sang Hoàng Thảo Nghệ Tâm. Hoàng Thảo Nghệ Tâm thì mùa và mùa đông ở miền Bắc chúng em nó xuống hết lá rồi. Nó nhìn không được đẹp mắt, nhưng mà lúc ra hoa thì nó rất là đẹp. Vì cái dòng này nó là dòng thân thòng, nên là lúc mùa đông thì nó phải rụng hết lá, xong sang xuân thì nó mới có lá, và nó đồng thời là nó ra hoa luôn. Này, hàng bé vậy thôi nhưng mà hoa rất là đẹp. Em sẽ cho các bác xem mặt hoa của dòng này. Đây các bác nhé, đây là hoa của Hoàng Thảo Nghệ Tâm. Đây là chính em đi cắt ở nhà dân về em chụp để thôi. Đây. Cây đây, em cùng chị gái đi chụp này. Đây. Đây. Hoàng Thảo Nghệ Tâm hoa cực kỳ đẹp. Đây là treo ở vườn em này. Mấy cái khúc này thì em cũng chụp lâu rồi. Dân nó trồng ở gỗ nhán, cái dòng này nó hợp ở gỗ nhán các bác ạ. Và hoa thì cực kỳ đẹp luôn. Đấy, đẹp lắm các bác ạ. Nhìn nó dòng thân thòng này mùa đông nó xấu, nhưng mà lúc nó nở hoa là quá tuyệt vời. Đấy. Các bác nào chưa có thì nên sưu tầm một ít để sưu tầm giống. Nói chung là mình chơi thú chơi gọi là ngắm hoa thưởng lắm mà. Nên là những cái dòng lan đẹp như này thì mình nên chơi. Em bán giá hợp lý để cho các bác sưu tầm là 120.000. Lại nhiều bác là không biết mặt hoa thì nhìn nó xấu, nhưng mà lấy đi trồng khi nào nở hoa rồi thì rất là mê cái dòng này. Đấy, cây nó bé bé thôi nhưng mà nở hoa cực kỳ đẹp các bác nhé. Đây, hình số 4 em có rất là nhiều, em bán là 120.000 để cho các bác sưu tầm. Tiếp theo hình số 5. Hình số 5 là em bán là 150.000. Hình số 5 là cũng có rất là nhiều này. Đây, mùa này thì nó
cũng chuẩn bị rụng hết lá rồi. Đây, những cái rễ cây dài rất là đẹp này. Hình số 5 em bán là 150.000. Tiếp theo hình số 6 đây. Hình số 6 em bán là 100.000. Một hình này các bác trồng được khoảng, nếu mà trồng vào giò thì được rất là nhiều, còn nếu mà ghép vào gỗ thì mình kiếm một khúc gỗ nhán thật là đẹp hoặc gỗ lúa là sẽ được những cái giò lan đẹp ngay. Tiếp theo hình số 7 em bán là 150.000 này. Hàng rất là nhiều, rất là đẹp luôn. Sẵn sàng như nhau các bác nhé. Tiếp theo có 3 phần lan căn diệp các bác nhé. Lan căn diệp thì nó không có lá, nó chỉ có rễ thôi, nhưng mà hoa rất là đẹp. Này, và có lan hầu điệp rừng. Em lấy vào chung luôn. Loại này thì hoa rất là đẹp, em lấy khúc nguyên bản về. Có những khúc nguyên bản nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà rất là nhiều. Bây giờ em sẽ cho các bác xem mặt hoa của dòng này, nên nhiều bác không biết mặt hoa. Đây các bác ạ, lan căn diệp đây. Hoa của nó màu vàng cam rất là đẹp nhé, và ngùng hoa rất là nhiều. Đây, cái dòng này thì nó không có lá đâu, nó chỉ có bộ rễ thôi, nhưng mà hoa của nó thì cực kỳ đẹp. Đây, các bác nào chưa có thì nên gọi là mua sưu tầm một ít để cho vườn mình thêm phong phú. Em có hình số 8 là 120.000. Có rất là nhiều khúc nguyên bản các bác nhé. Nhiều khúc bé, nói chung là này, khúc cũng bình thường thôi, khúc bé thôi. Nhưng mà có rất là nhiều. Rất là nhiều luôn, rất là nhiều mắt luôn. Bây giờ nó đang có ngùng hoa lên rồi các bác nhé, đang có ngùng hoa đây. Đây, em soi cho các bác xem. Soi gần quá nó cũng mờ các bác ạ. Đây, ngùng hoa đây. Nói chung là hoa căn diệp bây giờ nó đang có nụ hoa rồi. Các bác ạ, tất cả đều có nụ hoa rồi. Đây, à cái này có nụ hoa rất là nhiều màu xanh. Cái màu xanh này thì bình thường thì nụ nó màu tím thôi, nhưng mà cái màu xanh này có khi nó lại đột biến, nó lại màu thành màu màu hoa màu xanh. Đấy, các bác ạ. Hình số 8 em bán là 120.000. Tiếp theo hình số 9 đây. Hình số 9 em cũng bán là 120.000. Đây. Cúc nguyên bản này, mắt này cũng rất là đẹp này. Toàn cúc nguyên bản đấy, những cái cây nào dài quá đây, nhưng cây nào dài thì em sẽ cắt cái cây đi để gửi cho nó tiện các bác nhé. Đây. Đây, cái cúc này cũng rất là đẹp. Đây. Đây. Đấy, tách cái vỏ cây các bác ạ. Vì cái này nó bám ở cây to nên là dân nó phải đi tách vỏ thì nó mới lấy được. Cũng có rất là nhiều các bác nhé. Đây, cái phần này cũng có rất là nhiều. Nếu mà các bác lấy cả 3 phần em sẽ giảm cho các bác. 3 phần em lấy 300. Đấy. Tiếp theo số 10 này em bán là 120.000. Cũng đều cúc nguyên bản này. Nó có cả cây cẩm cù bé nó bám vào. Đây. Có cây hồ điệp rừng này. Đây, cái vòi hoa cũng rất là dài các bác nhé. Đây, cúc nguyên bản này, hồ điệp. Đây, có mấy cúc nguyên bản cơ. Đây, hồ điệp rừng. Đây, dưới này một khúc nữa này. Đây, có mấy khúc nguyên bản hồ điệp rừng. Đây các bác ạ. Hình số 10 em bán là 120.000. Tiếp theo có địa lan Mạc Xuân. Địa lan Mạc Xuân của bản địa Cao Bằng chúng em. Đây, bây giờ đang có ngồng hoa rồi các bác nhé. Địa lan Mạc Xuân bây giờ đang có ngồng hoa, nó nở vào Tết âm lịch mà. Nở đúng vào Tết luôn các bác ạ. Này, em đã phân ra từng hình để cho các bác sưu tầm. Hình số 11 em bán là 70.000. Này, đang có ngùng hoa rất là đẹp. Này. Tiếp theo hình số 12 em cũng bán 70.000. Này, dân vừa lấy về nên là cây còn rất là tươi. Hàng khô ráo rồi các bác nhé. Gửi đi thoải mái rồi. Tiếp theo hình số 13 này em bán là 80.000. Em sẽ quay nhanh video, nếu mà bác nào ưng hình nào thì alo em các bác nhé. Tiếp theo hình số 14 này em bán là 80.000. Tiếp theo hình số 15 này em bán là 80.000. Đây, cái ngùng hoa rất là dài đẹp rồi các bác ạ.
Đấy, nở hoa vào đúng vào Tết âm lịch luôn. 10 năm em bán 80.000. Tiếp theo em có địa lan kim la giáo. Một dòng lan hiếm và hoa của nó rất là đẹp. Đây. Em bán mấy cái hình này là mỗi hình 200.000, còn mấy cái hình lá nhăn này em sẽ bán giá cao vì nó là đột biến lá mà. Đây, lá nó nhăn nheo. Chắc là nhiều bác chưa biết mặt hoa của dòng này nên em sẽ cho các bác xem mặt hoa của địa lan kim la giáo. Đây các bác ạ, hoa của địa lan kim la giáo là nó màu lưới nó màu đỏ nhé, khuôn bông rất là đẹp. Đây. Đấy, hoa của nó cực kỳ đẹp luôn và nó thuộc dòng hiếm có trong sách đỏ này. Nếu các bác nào chưa có thì nên mua sưu tầm một ít để cho vườn của mình thêm phong phú. Đấy, hôm nay em cũng chỉ có bao nhiêu hình? 6 hình thôi các bác ạ. Đấy, hôm nay dân là được khá là nhiều, cũng được 6 hình đẹp. Đây, hoa của nó rất là to nhé, bông to. Đây, bông to với lá này nó sàn sàn như nhau này, nhìn cái bông rất là nhiều. Đây, đây các bác ạ. Hoa nó cực kỳ đẹp luôn. Bây giờ em sẽ giới thiệu từng hình để cho các bác sưu tầm. Em sẽ giới thiệu hai cái hình lá nhăn trước này. Lá đột biến, lá nhăn. Đây các bác, lá nhăn, lá nào nó cũng nhăn nheo rất là đẹp. Em có hình số 16 này. Nguyên một rề các bác nhé. Đây là nguyên một rề to, một bụi to luôn. Đẹp quá các bác. Này các bác đi trồng chơi là quá là tuyệt vời. Em bán là 500.000 đồng cho hình số 16 này. Các bác lá nhăn nhá. Đây các bác, lá nhăn nó rất là đẹp luôn. Đây, nó đột biến lá mà. Dòng lá nhăn này thì rất là hiếm nhá. Em có một lô nhưng mà hôm nay may mắn dân lại được một ít lá nhăn. Đây, nguyên một rề. Một rề mình trồng ở một cái chậu gốm là làm tác phẩm là quá là tuyệt vời. Hình số 16 em bán là 500.000. Tiếp theo hình số 17 này, hình này nhăn rất là nhiều luôn. Nhăn cực kỳ nhiều luôn. Đây các bác ạ, lá nhăn này, lá nào cũng nhăn. Đây, lá nào cũng nhăn. Đây các bác ạ. Đây là không phải là nguyên một rề. Cây nó cây rời thôi nhưng mà được cây lá nhăn. Đây, có rất là nhiều rề luôn. Đây các bác ạ, nhăn nheo. Rất là độc lạ luôn. Đây. Cái này nhăn nhiều quá này. 2 rề. 3 rề. 4 rề này đều nhăn cả này. Đây, rề này cũng nhăn này. Đấy. Hình số 17 em bán là 500.000. Tiếp theo hình số 18 này. Mấy hình này là hình thường không nhăn nhưng mà cây rất là to. Em bán 200.000 này cho hình số 18. Các bác thoải mái trồng nhá. Đây, các bác thoải mái trồng luôn. Có rất là nhiều. Đây. Toàn hàng dề đẹp thôi, cây to hàng dề đẹp thôi. Hôm nay hàng lô hàng này cực kỳ ưng ý. Đây. Những cái lá vàng này thì lá chuẩn bị rụng rồi. Đây, thể vặt đi các bác nhé. Thì em sẽ cắt đi cho các bác sau. Đây. Lô hôm nay cây rất là to đẹp. Đẹp quá các bác ạ. Đây. Trồng được rất là nhiều luôn. Hình số 8 em bán là hình số 18 em bán 200.000. Tiếp theo hình số 19 em cũng bán 200.000. Cây to đẹp quá các bác ạ. Đây, hôm nay toàn được cây to thôi. Đây, cái lá rất là đẹp. Đây, cái vòi hoa này, cái vòi hoa ngồng hoa này nó rất là nhiều. Đây, thoải mái trồng các bác nhé. Một phần như này thoải mái trồng luôn. Đây, toàn cây to. Cây to đẹp các bác ạ. Hình số 19 em bán là 200.000 đồng giá. Mấy hình này em bán đồng giá. Tiếp theo hình số 20 này em bán là 200.000 này, cũng như nhau này. Đây. Hình nào cũng đẹp hết các bác ạ. Hôm nay em thấy hình nào cũng đẹp. Lô hàng này quá tuyệt vời. Đây. Quá tuyệt vời luôn. Hình số 20 em bán 200.000. Tiếp theo hình kiếm là giá cuối cùng là hình số 21 này. Em cũng bán 200.000. Đây. Một hình này thoải mái trồng ghép luôn. Mỗi hình trồng được khoảng 5 chậu các bác ạ. Thoải mái trồng. Tiếp theo em có những cái hình hài vệ nữ các bác nhé. Những cái hình hài vệ nữ. Hình số 22 em bán là 90.000 này.
đường rất là nhiều. Đây, xanh mơn mởn luôn. À, em sẽ cho các bác xem mặt hoa của Hài Vệ Nữ nhé. Nên em quên không cho các bác xem. Đây các bác ạ, hoa của Hài Vệ Nữ đây. Đấy, Hài Vệ Nữ hoa rất là đẹp này. Đây các bác ạ, hoa của Hài Vệ Nữ rất là đẹp. Nên các bác nào muốn biết thêm, tìm hiểu thêm thì lên mạng để xem các bác nhé. Lên Google để xem. Em bán hình số 23 là 90.000. Đây, hàng vừa xuống núi nên là cây rất là xanh tươi mơn mởn luôn. Hàng cực kỳ đẹp. Chỗ này thì trồng được khoảng mấy chậu cơ các bác ạ? Trồng được khoảng 4 chậu, 5 chậu gì đấy. Hình số 23 em bán 90.000. Tiếp theo hình số 24 em cũng bán là 90.000. Đây em đã chia đều rồi nên là nó sàn sàn như nhau thôi các bác ạ. Tiếp theo hình số 25 đây, em bán là 90.000. Tiếp theo hình số 26 đây, em bán là 90.000. Đồng giá các bác ạ, đồng giá 90.000. Tiếp theo hình số 27 đây, em cũng bán là 90.000. Đây, sàn sàn như nhau cả các bác ạ, hàng rất là đẹp. Tiếp theo em có quế lan hương, quế trắng tháng 8 này của vùng Thanh Hóa. Hàng rất là đẹp. Đây, em bán là 450.000. Chỗ này có mấy cây rời nhé các bác nhé. Mấy cây rời, đây một cây một mẹ một con này. Và cây này, cây lá, bản lá rất là to. Và cái rề này, cái rề này thì cũng rất là đẹp này. Cái quả nó rất là to. Các bác nào nếu mà chốt ưng thì em gửi ảnh qua Zalo nhé. Hình số 28 em bán 450.000. Tiếp thêm có rất là nhiều hình dáng hương đuôi cáo của bản địa Cao Bằng chúng em. Ban nãy là dân vừa lấy về cho này. Này. Có một số hình cáo đỏ này, đỏ lư luôn. Nguyên bản nữa các bác nhé. Này, cáo đỏ, hoa, tím đỏ rất là đẹp. Em sẽ cho các bác xem mặt hoa. Mặt hoa của cáo thì cực kỳ đẹp luôn. Cáo núi đá của Cao Bằng hoa rất là tím các bác ạ. Đây các bác ạ, hoa của dáng hương đuôi cáo đấy. Nó ra một chùm như là đuôi của con cáo vậy, màu tím đậm. Hàng đuôi cáo của Cao Bằng chúng em là hoa đẹp lung linh luôn, khỏi phải nói được các bác ạ. Đây, hoa đây rất là tím đẹp đúng không ạ. Điện thoại hơi chói các bác nhé. Đây. Đấy, hoa cực kỳ đẹp luôn. Các bác nào chưa có thì nên sưu tầm các bác nhé. Em sẽ đọc thứ tự đi. Hình số 29 đây, em bán là 180.000. Người dân lấy về em như nào em để như thế các bác nhé. Đấy, còn buộc dây đừng em cắt ra đây. Đây, 180.000. Cây rất là to đẹp này các bác ạ. Cây rất là to. Đấy, hàng to đẹp lắm các bác ạ. Đấy, người dân tầm chập tối là về bán cho ầm ầm các bác ạ. Hàng rất là đẹp. Hình số 29 là 180.000. Giá cả hợp lý. Hàng cây đẹp. Tiếp theo hình số 30 em bán là 150.000. Đây các bác ơi, đẹp chưa? Nhìn rất là đẹp. Đây là nguyên một rề các bác nhé. Cây này nguyên một rề nhưng mà nó bị gọi là nó bám ở trên đá mà. Nên là nó hơi bị rời ra rồi. Đây, cây rất là to đẹp. Đây cây này. Cây này không tính, cây không phải này. Hình số 30 em bán là 150.000, hai cây to đẹp. Ba cây, cả cây này nữa các bác ạ. Tiếp theo hình số 31 đây, em bán 150.000. Hình này quá là đẹp tuyệt vời luôn. Cáo đỏ các bác ạ. Đây. Cáo đỏ cho hoa tím đỏ này và có một khúc nguyên bản nhé. Khúc nguyên bản này. Đấy, đỏ lừ luôn các bác ạ. Cáo đỏ. Này, hai ngọn này này. Ngọn này nữa này. Không biết là ở trên cây gì nữa. Ngọn này bị gấy này không tính ra. Đây các bác ơi, đẹp chưa? Một cây cáo đỏ các bác nhé. 2, 3, 4, 5. Đây cây, ô, cây này đẹp quá đây. Đây. Đây các bác ạ, rất là đẹp luôn. Hình số 31 em bán là 150.000. Có cả nguyên bản, có cả hàng rời. Tiếp theo hình số 32 đây,
em bán là 180.000 đây các bác ạ. Trời ơi đẹp quá đi các bác ơi, nguyên bản các bác nhá, hàng nguyên bản này, cáo đỏ này. Năm ngoái nó có hai ngồng hoa này đây các bác ạ, hơi chói nhỉ. Đây đây các bác ạ, rồi ôi đẹp quá, đỏ lừ luôn, lá rất là dày. Cúc nguyên bản này nhìn nó rất là dân giá các bác nhé. Cái màu tím như này thì nó sẽ cho hoa màu tím đậm đẹp, nói chung là cho hoa cực kỳ đẹp. Đây cái này nó sao lại nó bám vào cái cúc gỗ lúa kìa các bác ạ. Đây cáo đỏ này hình số 32 đây, tổng chỗ này em bán là 180.000 hình số 32. Tiếp theo có hình số 33 này, em bán là 180.000. Hình này đẹp quá các bác ơi, hình này có rất là nhiều, em đã cắt tỉa đấy gọn gàng nhé, mua với dân về nó tùm lắm, có cả cáo đỏ nữa. Cáo đỏ chủ yếu là cáo đỏ thôi, hôm nay dân đi vùng nào cũng biết này. Được rất là nhiều cáo đỏ này. Tổng chỗ này vừa có 150.000 là 180.000 chứ, em xin lỗi nhé, 180.000 quá là rẻ luôn, em bán thể lấy lá ít bán để chạy hàng bán cho nhanh các bác ạ. Tiếp theo hình số 34 này em bán là 150.000 này, rất là nhiều cáo đỏ luôn, quá rẻ luôn các bác nhé, hình cáo đỏ này 150.000 là quá là rẻ rồi, rất là đẹp này. Đấy. Hình số 34 là 150.000. Tiếp theo hình số 35 này em bán là 150.000, quá rẻ luôn các bác ơi, rẻ quá. Hình số 35 em bán là 150.000. Tiếp theo hình số 36 đây, em bán là 150.000, cũng quá là rẻ luôn, rất là nhiều luôn này. Có những cây một mẹ một con rất là đẹp này, cáo đỏ nữa, trời ơi rẻ quá, em còn thấy rẻ nữa các bác ạ. Đây, cây đỏ lừ luôn. Hình số 36 150. Tiếp theo hình số 37 này 200. Ba cây cáo to, ba cây cáo to đây. Đây em bán 200.000, rất là đẹp. Tiếp theo hình số 38 đây là 150.000. Đây. Này rất là nhiều cây luôn các bác nhé. Hình số 38 các bác nhé. Em bán là 150.000 này. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đấy. Rẻ đẹp các bác nhé. Cáo bây giờ giá như vậy là quá là rẻ rồi, không có chỗ nào rẻ hơn nữa đâu các bác ạ, mà hàng nó còn đẹp nữa. Em đã cắt tỉa đấy đi rất là nhiều rồi. Hình số 38 150.000. Tiếp theo hình số 39 cũng 150, có rất là nhiều cây, cả cáo đỏ cả cáo thường đầy đủ đây, cũng 150.000. Tiếp theo hình số 40 cũng 150.000. Trời ơi đẹp quá các bác ơi. Hình số 40 em bán là 150.000. Tiếp theo hình số 41 đây cũng 120.000. Rẻ quá nhỉ. Hình số 41 em bán là 120.000. Tiếp theo em có đùi gà tròn đá thuần vườn của các bằng bản địa các bằng chúng em. Đây, hôm nay nhiều hàng quá các bác ạ. Các bác thoải mái chọn. Đây em bán là 150.000. Đây, cái ngồng hoa năm ngoái rất là dài đây. Hàng thuần rồi đi các bác chỉ biết treo lên và ngắm thôi. Hình số 42 150.000. Tiếp theo hình số 43 em cũng bán là 150.000. Đây. Hàng rất là đẹp. Đây, vòi hoa rất là dài. Tiếp theo hình số 44 này em bán là 150.000. Đây. Đẹp quá này. Hình này tân hoa nhiều lắm các bác nhé. Tiếp theo hình số 45 này em bán là 90.000. Quá rẻ luôn. Tiếp theo hình số 46 đây là 120.000. Tiếp theo hình số 47 đây là 70.000. Quá rẻ luôn các bác ạ. Tiếp theo hình số 48 đây. Em bán là 150.000. Tiếp theo hình số 49 đây. Em bán là 120.000. Tiếp theo là hình số 50. Em bán là 100.000. Hình này quá rẻ luôn các bác ạ. Tiếp theo em có những giò kiều tím miền Trung hay thường gọi là kiều hồng. Hàng rất là đẹp. Em đã trồng thuần tại vườn. Kiều tím miền Trung và cái dòng này thì nó đẹp nhất trong những loại kiều các bác nhé. Đây, có kiều vàng, kiều vuông, cánh trắng này nọ. Nhưng mà
dòng kiều tím này nó đắt nhất rồi và đẹp nhất rồi. Hình số 51 đây, em bán là 230.000. Giò này quá đẹp luôn các bác ạ. Đây, thân hoa nhiều. Đây, đẹp. Cái giò này nếu mà ra nụ hoa nữa thì quá là tuyệt vời. Hình số 51 em bán là 230.000. Tiếp theo hình số 52 em bán là 180.000. Nếu các bác nào muốn sưu tầm kiều thì alo em nhé. Kết bạn Zalo với em sẽ gửi ảnh cho sau. Em sẽ quay nhanh video vì cái clip của em khá là dài rồi. Hình số 53 em bán 200.000. Tiếp theo hình số 54 trồng nguyên một rề cây cao đẹp, em bán là 200.000. Tiếp theo hình số 55 em cũng bán 200.000. Tiếp theo hình số 56 em cũng bán là 200.000. Cây dài to trồng nguyên một rề. Tiếp theo hình số 57 đây, em bán là 200.000. Hình số 57 200.000 các bác nhé. Tiếp theo hình số 58 đây, em bán là 350.000. Hình này trồng ở chậu dớn. Chậu dớn em mua vào 50.000 rồi. Đây. Tính ra giò này thì cũng rẻ thôi. Hàng rất là đẹp mà thân hoa nhiều. Em bán 350.000. Tiếp theo hình số 59. Em bán là 350.000. Đây, chậu này thân hoa rất là nhiều này, cực kỳ đẹp luôn. Tiếp theo hình số 60 em bán là 200.000. Tiếp theo hình số 61. Hình này xòe ra như cái quạt luôn này. Thân lùn các bác nhé. Cái rề này là nguyên một rề, xòe như cái quạt luôn này. Kiểu tím thân lùn, em bán 270.000 cho hình số 61. Tiếp theo hình số 62 em bán là 200.000. Tiếp theo hình số 63 em bán là 180.000. Tiếp theo hình số 64 em bán là 170.000. Tiếp theo hình số 65 em bán 200.000.